chiều ngày 13 tháng 4, đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện do đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra các điều kiện công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 tại trường tiểu học xã Đồng Lương. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, khuôn viên trường lớp học và các điều kiện để công nhận lại trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục tại khu chính, khu lẻ của trường tiểu học xã Đồng Lương. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Đồng Lương, ban giám hiệu, cán bộ giáo viên, nhân viên trường tiểu học Đồng Lương, nghe đại diện ban giám hiệu nhà trường báo cáo về kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 của nhà trường, cũng như ý kiến phát biểu của đại diện ban giám hiệu, lãnh đạo địa phương nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều ý kiến làm rõ các nội dung như những năm gần đây, với sự quan tâm đầu tư của các cấp, sự cố gắng nỗ lực không ngừng của nhà trường, đã có những bước phát triển mạnh mẽ, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên, đội ngũ cán bộ giáo viên tương đối ổn định, đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, trình độ đào tạo. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu một số phòng học chức năng, việc quan tâm đến việc học tập của con em và công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn nhiều hạn chế, chất lượng giáo dục chưa đạt chuẩn. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cần thành lập tổ hướng dẫn để thực hiện hướng dẫn nhà trường sắp xếp bố trí phòng lớp học một cách phù hợp. Đối với xã Đồng Lương, cần vận động người dân làm tốt công tác xã hội hóa, tham mưu với huyện hỗ trợ nhà trường sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, khuôn viên trường lớp học xanh, sạch, đẹp và an toàn, hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2023. Đối với các phòng như phòng tài chính kế hoạch, phòng kinh tế hạ tầng, ban quản lý dự án huyện, quan tâm có kế hoạch bố trí nguồn kinh phí, hoàn thiện hồ sơ, đôn đốc kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo đúng tiến độ để hoàn thành theo yêu cầu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị trường tiểu học Đồng Lương cần hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá công nhận trường chuẩn trước tháng 9 năm 2023. Bên cạnh đó, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và từng bước phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.